tôm rất giàu dinh dưỡng, chứa 18,4% rotin, 1% lipid, 161 mật gấu phần trăm ca, 292 mật gấu phần trăm bờ, 2,2 mật gấu phần trăm phe, 0,02 mật gấu phần trăm vitamin, 0,03 mật gấu phần trăm vitamin 2, 3,2 mật gấu phần trăm vitamin, cung cấp 92 calo. Trong khi còn có cholesterol, melatonin, axit béo omega 3. Vỏ tôm có các polysaccharide. Tôm biển có công dụng bữa thận tráng dương, khai dị quá đàm. Dùng tốt cho người bị di chứng bại liệt, nửa người có biểu lộ béo mập, nhiều đàm, đau đầu chóng mặt, đau nhức xương khớp, tê bại tay chân, lỡ ngứa, đau nhức răng, lót miệng, bị dương sáng, ăn xoàn chậm rì rì tiêu, liệt dương, giảm thiểu tình dục. Có nhiều cách chế biến tôm biển như nấu, luộc, ninh, hầm, xào, nướng, ngâm, ướp. Sau đây là một số thực đơn chữa bệnh có tôm biển. Tôm biển ngâm rượu, tôm biển 500-1. Giờ, dùng rượu xào chín tôm, sau đó đem ngâm rượu với 5 lít rượu trong 10 ngày. Uống ngày 2 tháng 3 lần, mỗi lần 20-30. Dùng tốt cho nam giới liệt dương, suy giảm tình dục. Hoặc, tôm biển tươi bóc vỏ, 60 giờ, rượu trắng 200, xì dầu, đường trắng liều lượng tùy ý. Ngâm tôm tươi đó bóc vỏ vào hỗn hợp rượu, tương, đường 15 phút, lấy tôm ăn, dùng rượu trắng làm thang. Tôm biển xào hẹ, tôm biển khô 30 giờ hoặc tươi 250 giờ, rau hẹ 250 giờ, trứng gà một quả, bột gạo vừa đủ. Tôm bóc vỏ, nếu tôm khô thì ngâm cho mềm, để khô hết nước. Trứng gà bỏ vỏ, trộn với bột gạo và dầu gừng, đánh cho nhuyễn đều, cho tôm vào cuối trộn đều tôm tẩm bột trứng. Chảo đun nóng sẵn trên bếp, cho dầu rán, khi dầu bốc khói, thả tôm trộn bột trứng vào xào chín tôm và bột trứng chín bám chắc vào tôm, sau đó cho tiếp rau hẹ vào xào tiếp cho rau chín, cho thêm mắm tương gia vị. Món này rất phù hợp cho người đau lưng, di tinh, dơ niệu, liệt dương. Tôm biển xào rượu, tôm biển lượng vừa đủ, rang trên chảo nhỏ lửa cho chín, thêm ít rượu và giấm, nấu tiếp cho sôi, cho ăn trong ngày, liên tục đợt 3 ngày. Món này rất tốt cho sản phụ ít sữa. Kiêng kỵ, người âm hư quả dượng, bận rộn bệnh ngoài da chàm chốc, dị ứng.